Vâng, kính chào các bạn. Ngày hôm nay chúng ta có mặt ở đây, ở ngay trước cửa cái tòa thị chính cũ của Berlin, ở đường Judithstrasse number 42. Nơi đây thì vào ngày 26 tháng 1 năm 2019, tức là vào thứ Bảy này buổi chiều, sẽ tổ chức đón Tết của âm lịch của Việt Nam ở Berlin. Và tại cái buổi đón tiếp này sẽ có hàng trăm người được mời tham dự, trong đó có những người Việt Nam, có những người Đức, và có những chương trình văn hóa, văn nghệ diễn ra ở trong cái khu nhà này. Thưa các bạn cũng đã biết, ông Nguyễn Minh Vũ hiện nay là đại sứ ủy nhiệm của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Đức. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hôm nay thì ông Nguyễn Minh Vũ vẫn chưa được nhận được cái lịch để vào dinh Tổng thống Đức trình quốc thư. Chính vì vậy, cho nên cho đến thời điểm này thì ông Nguyễn Minh Vũ vẫn chưa phải là đại sứ chính thức của Việt Nam tại Đức. Và cũng trong cái dịp Tết này thì cũng có nhiều cái thông tin lùm xùm diễn ra trong cái việc mà hôm vừa qua Sứ quán Việt Nam tại Đức đã tổ chức gặp bà con cộng đồng, một số người cũng như một số doanh nghiệp và một số hội đoàn để kêu gọi ủng hộ và tài trợ cho cái buổi ngày hôm đó. Và theo thông tin của những cái trang báo điện tử khác gần gũi với Sứ quán họ đăng lại thì đã có hàng chục nghìn euro đã được kiều bào hoặc là những cái doanh nghiệp ở đó đóng góp vào cho cái cuộc tổ chức Tết của ngày thời gian cuối tuần này. Và có những người thì góp tiền, và có những người thì muốn tặng hiện vật, và cũng có những cái ý kiến khác nhau trong cái việc đó. Bởi vì cũng như mọi năm, khi tất cả những cái việc xảy ra, những sự kiện của Việt Nam diễn ra ở Đức, thì Sứ quán Việt Nam ở Berlin đều kêu gọi ủng hộ tiền để tài trợ những sự kiện đó. Và cũng không hiểu là nhà nước Việt Nam không có tiền để lo những việc đó, hay đây là cái mục đích của Sứ quán muốn bà con gần gũi nhau hơn bằng cách đóng tiền và tự tổ chức ra một cái hoạt động đón Tết âm lịch. Mà thực ra thì đây là cái hoạt động của cơ quan đối ngoại của Việt Nam tại Đức, là nơi Sứ quán phải tổ chức và chịu mọi chi phí. Cũng nhiều người sau cái cuộc gặp ở Sứ quán đã phản ánh với tờ Thời báo .de là họ rất mệt mỏi và rất không hài lòng với cái việc cứ mỗi lần lên Sứ quán là lại một lần đóng rất là nhiều tiền. Và chúng tôi sau đây sẽ có cuộc gặp với bà Trịnh Thị Mùi, là một cái người cũng đi dự buổi hôm đó, và bà ta sẽ có ý kiến về cái việc Sứ quán tổ chức Tết và cũng như là cái việc đóng góp đối với Sứ quán, cho Sứ quán để Sứ quán tổ chức Tết. Dạ vâng, chào chị Trịnh Thị Mùi. Hôm nay tôi đến đây để cũng có gặp chị ở đây, và được biết là trong thời gian vừa qua, vào cái cuộc gặp ngày 4 tháng 1 năm 2019 tại Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin, thì có một số hội đoàn, một số doanh nghiệp và một số cá nhân đã cũng tham gia, và chị là một trong những người cũng được có mặt ngày hôm đó. Và sau cuộc gặp đó thì trên mạng xã hội cũng như những trang báo của cộng đồng người Việt ở đây đã đăng tải rất nhiều những thông tin, và cộng đồng thì cũng tranh luận rất nhiều bởi vì có những cái sai sót và có những cái câu hỏi mà chưa được trả lời. Vậy chị là một trong những người tham gia vào cái buổi hôm đó, chị có thể cho biết rằng cái ý kiến của chị về cái việc đấy như thế nào? Thưa anh Lê Trung Khoa, phóng viên của Thời báo .de, trong cái buổi ngày 4 tháng 1 mà tân đại sứ sang nhận nhiệm vụ và đã giao lưu đầu xuân cùng với cả một số đại diện hội đoàn, các doanh nghiệp cũng như là một số cá nhân, thì tôi là người mà đã có mặt ở đó từ đầu cho đến cuối cùng, và tôi đã chứng kiến tất cả những sự việc đã xảy ra. Đương nhiên thì sau cái ngày đó thì đã có một cái bài báo của anh mang một cái nickname là Nhà báo Huy Thắng. Thế thì sau khi cái bài báo ấy ra thì đã gây ra những cái nhiều những cái thông tin, nhiều những cái trái chiều khác nhau của cộng đồng, thì người ta cũng nói đến tai tôi, và tôi thấy rằng là mình phải là người có trách nhiệm làm rõ sự thật vấn đề này. Thì tôi cũng tìm trên mạng, thì tôi tìm được một cái bài báo của anh Vũ Lương. Anh Vũ Lương cũng là một trong những cái người mà viết báo và cũng là người mà có tiếng ở trong cộng đồng. Thì đây là cái bài của anh Vũ Lương. Thế thì khi anh Vũ Lương viết lên thì rất là nhiều người đã vào comment, và cũng rất là nhiều các cái ý kiến khác nhau, ý kiến đúng và ý kiến sai cũng có. Và sau đó thì tôi cũng tìm thấy một cái bài viết của anh Phạm Mạnh Cường, cũng là một người rất là nổi tiếng ở trong làng báo phóng viên. Thì anh Cường cũng có một cái bài viết để mà nên đưa tin đúng sự thật, thì cũng có một cái bài như vậy. Thế thì tôi cũng có vào comment ở cái trang của anh Cường. Thế và hôm nay thì cũng rất là may mắn là được
Thời báo.de quan tâm đến vấn đề này. Và tôi cũng muốn là trao đổi để bà con mình biết rõ sự thật. Thì cái hôm đấy thì Tân Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cũng đã ra mắt bà con mình và cũng đã tự giới thiệu và nói tình hình ở trong nước. Sau đó thì cũng Tân Đại sĩ cũng muốn trao đổi về vấn đề là phối hợp cùng với cả bà con cộng đồng để tổ chức một cái Tết Việt Nam. Thì sau đấy thì có một số doanh nhân cũng rất là nhiệt tình và cũng đã có một người thì cũng đã chuyển mic cho từng người một và cũng đề nghị người ta là tài trợ. Thế và trong cái buổi này thì tôi thấy rằng là như thế này, về Tân Đại sứ thì hoàn toàn là rất là đúng mực và cách làm việc cũng như là cách nói chuyện thì tôi thấy rằng là kể cả bàn vấn đề tổ chức Tết thì hoàn toàn là nghiêm túc, bởi vì Tân Đại sứ cũng đã nói rằng là rất cần cái sự chung tay của cộng đồng, vì sứ quán có thể tự tổ chức một mình và họ cũng đủ lực về kinh tế cũng như là đủ sức, nhưng mà muốn rằng là cộng đồng sẽ góp thêm sức vào thì nó tốt hơn. Ví dụ như đại sứ nói rằng là nếu mà đại sứ mới sang cũng không thể biết hết được là những người Đức nào mà có vị thế với cả bà con, hoặc là ở những cái đơn vị lớn như là những cái trung tâm thương mại thì có nhiều những quan hệ với cả cơ quan đầu não của quận thì có thể là đến mời trực tiếp thì nó có giá trị hơn. Đấy là Tân Đại sứ nói như vậy. Thế thì sau cái buổi đấy thì cái bài báo mà tôi tìm được là để mà xảy ra một cái nguyên nhân là mà làm xáo trộn cộng đồng ấy, là cái người mà mang một cái nickname là nhà báo Huy Thắng. Thì khi tôi tìm ra được, tại vì bà con mình có mách tôi là tìm đọc cái bài đấy, thì khi tôi tìm được cái bài đấy thì đấy là người ta đăng ở trên cái tờ gọi là báo vietdức.de mà bút danh là nhà báo Huy Thắng. Thế thì sau khi tôi đọc xong cái bài này thì tôi thấy không biết là trả lời như thế nào, nhưng mà nếu như một người mà mang một cái bút danh nhà báo ấy, thì như thế là tôi thấy rằng quá là xúc phạm nhà báo và quá là coi thường cộng đồng. Tại sao tôi nói như thế? Thứ nhất ấy, là cái bài báo này nó chỉ có khoảng 700 chữ thôi, tức là ở đây tôi đếm khoảng 70 dòng, mỗi dòng 10 chữ, khoảng 70 chữ, 700 chữ, mà nó đã mang tới tận khoảng 32 cái lỗi. Đó là những cái lỗi mà tôi đếm nhanh. Thế thì cái lỗi ở đây là gì? Cái lỗi ở đây, thứ nhất tôi nói về mặt chính tả. Thì tôi nghĩ rằng là ngay từ học sinh ở cấp 2 nó cũng đã có thể biết khi nào thì phẩy, khi nào thì chấm, khi nào thì gạch nối, khi nào thì hết một câu. Nhưng mà cái nhà báo này thì nó quá tùy tiện. Gạch để gạch nối này, phẩy chấm là cứ lung tung cả lên. Thậm chí nhiều những cái câu viết tắt ấy, thì cũng không được phép. Ví dụ như từ đại sứ chẳng hạn, những cái chức danh như vậy thì cũng không được phép. Hoặc nhiều những câu không rõ là chủ ngữ là ai. Thế thì đây là cái bài báo mà tôi đã in ra. Thực ra là khi tôi đọc ấy, thì tôi có tìm nhân vật này nhưng mà tôi gọi điện không được. Thì nghe một vài người quen biết thì họ nói là anh ta đang ở Việt Nam. Cho nên tôi cũng thấy không thể gặp trực tiếp mà đề nghị sửa được. Thế thì tôi đã in cái bài báo này ra. Thế thì trong cái bài báo này ấy, thì tôi thấy có nổi lên những cái vấn đề là rất là lớn trong vấn đề làm báo. Là ngay như tôi không quan tâm là anh này có bằng cấp hay không, và tôi cũng không quan tâm là anh này đã từng viết những nhiều bài ở trong chiến trường hay là trong rừng rú hay là viết ở một cái làng quê nào đó, thì tôi không quan tâm. Nhưng mà tôi quan tâm là người thật, việc thật, và cái bài báo nó đang hiện diện trước mặt tôi là cái điều tôi quan tâm nhất. Thế thì bây giờ ấy, là trong cái bài báo này thì nó có cả những cái chỗ nó tối nghĩa mà tối nghĩa không thể chịu nổi được. Đây là anh ta viết. Anh ta viết rằng là đây ngày 4 tháng 1 thì lần đầu tiên là Tân Đại sứ giao lưu gặp mặt cộng đồng, nhưng mà anh ta lại mở ngoặc ra và anh ta ghi là trước đó đã giao lưu với doanh nghiệp của Đồng Xuân. Thế thì tôi không hiểu rằng là cái câu có hiểu thế nào cho nó đúng. Anh lần đầu tiên là giao lưu ở Đại sứ quán nhưng mà mở ngoặc là trước đó lại giao lưu Đồng Xuân rồi. Thế thì đấy là cái mà rất là tối nghĩa. Ngoài ra thì tôi thấy rằng là những cái lỗi chính tả không thể chấp nhận được. Ví dụ như là anh ta ghi rằng là
đại xỉu Đoàn Xuân Hưng. Thế là như thế là nhiều khi mà các cháu nó lớn lên nó sinh ra ở đây thì nó lại bảo là ôi mẹ ơi, thế ông đại sứ này là đại xỉu là con trâu to à? Thì thấy thế là làm biến đổi tính chất hết. Thế còn đại sứ mới vừa mới sang ấy, thì ông ghi là đái ứ Nguyễn Minh Vũ. Thế là đại sứ, tân đại sứ vừa mới sang, người ta lại dễ hiểu nhầm là ông này bị tiểu đường à. Thế cho thấy rằng là những cái lỗi không thể chấp nhận được. Thế thì ngoài những cái lỗi đấy ra thì tôi còn thấy rằng là ông ấy viết một cái câu mà là gây mất đoàn kết cộng đồng. Ví dụ ông ấy ghi một nhân vật là công bố là làm thiếu bao nhiêu thì người ta bù, thì ông ấy để ba dấu chấm với cả một cái dấu hỏi. Thế thì trong làng báo chí khi mà đã đưa tin là phải đưa chính xác, không được phép là để ba dấu chấm dấu hỏi. Viết như thế này thì có nghĩa ngụ ý là gì? Thứ nhất là gây xúc phạm cho người ta. Cái thứ hai là gì? Là dễ để cho cộng đồng khi người ta đọc, người ta bảo ở cái người này chỉ có hay nói dối thôi, cho nên là người ta viết, người ta để ba dấu chấm dấu hỏi. Thì tôi thấy rằng đấy là những cái lỗi rất là nặng. Thế và ngoài ra ấy, thì tôi còn thấy rằng là cái bài này là đưa không đầy đủ, cho nên là làm cho cộng đồng mình hiểu rất là nguy hiểm. Bởi vì sao? Cái phần đầu thì không đưa vào, cái phần đầu đại sứ nói gì, yêu cầu gì thì không đưa vào, và cái phần cuối cũng không đưa vào, mà chỉ tập trung vào đưa là ai tài trợ bao nhiêu tiền, ai bảo trợ bao nhiêu tiền. Và cái sử dụng từ ở đây ấy, nó không mang tính chất là một người có văn hóa. Ví dụ đây trong này anh ta có viết rằng là anh nọ anh kia xuống ngay 1.000. Thế thì cái sử dụng từ xuống ngay 1.000 này thì tôi nghĩ rằng là nó chỉ dành cho những người mà ngồi chơi tá lả hoặc là ngồi ở quán nước thôi, chứ không ai ở trong giấy tờ ghi là xuống ngay 1 tiền. Và đã là dùng cái văn phong nó không được lịch sự đàng hoàng, nhưng mà cái sự thật của vấn đề là không đúng. Bởi vì hôm đấy chẳng ai bỏ tiền ra cả, hôm đấy thì người ta chỉ là đăng ký thôi, nhưng mà anh ta viết thế này thì người đọc người ta hình dung là xuống ngay 1.000 có nghĩa là phải đếm tiền, đúng không ạ? Phải để tiền và người ta phải nhìn thấy, nhưng mà thực tế hôm đấy thì có ai nhìn thấy gì đâu.